mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hà Nội Pro. Hôm nay để tiếp tục series chợ đồ cũ Hà Nội, hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về cái chợ đồ cũ và chợ đá quý Hoàng Hoa Thám các bạn nhé. Thì ở phần video này thì chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu. Trước tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu cảnh quan phía bên ngoài đường của đường Hoàng Hoa Thám các bạn nhé. Ở phía bên này thì người ta đang bán cái san hô bể cá các bạn ạ. Còn về cái phần phía bên kia thì người ta đang bán các cái hoa cảnh, cây cảnh các bạn nhé. Thì ở trong chợ thì là người ta bán các cái đồ đá quý và một số các cái đồ cổ và một số các vật dụng của thời chiến tranh. Mình sẽ làm video cụ thể hơn về các gian hàng ở đây các bạn nhé. Trước tiên chúng ta cùng nhau đi vào cái ngách nhỏ này các bạn ạ. Đập vào mắt chúng ta trước tiên là hai con khuyển các bạn nhé. Khuyển gác cửa nhé. Còn về phía không gian và cái con ngõ này rất là hẹp, nhưng mà ở dưới bên trong cũng không được rộng rãi như ở một số các cái chợ khác. Về cảnh quan mình nhìn thấy là ở đây rất nhiều gian hàng có giá trị như là các đồng hồ này các bạn này, đồng hồ các kiểu này. Vừa bước chân vào đến đây thì tôi thấy có một số các gian hàng các bạn ạ. Và bắt gặp nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt. Bác cũng đi chợ để chơi các bạn nhé, tham quan. Không gian ở khu vực chợ này cũng không được rộng rãi các bạn ạ, rất là hẹp. Ở ngoài biển thì mình thấy là gọi là chợ đá quý, nhưng mà vào phía bên trong này thì mình thấy là cũng bán rất nhiều các mặt hàng có giá trị các bạn nhé. Có cả đá quý đấy, nhưng mà cái phần đá quý thì mình sẽ xin phép các bạn là tách ra ở cái phần video tiếp theo. Thì kính mời quý vị và các bạn đón xem ở các phần video tiếp theo của kênh. Chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh quan khu chợ đồ cũ Hoàng Hoa Thám các bạn nhé. Ở phần phía bên kia có rất nhiều các gian hàng bán đồ các cái loại sành sứ và các loại đồ cổ khác nhau các bạn ạ. Thì ở phần video này thì tôi sẽ đưa các bạn đến một cái video về phần đồ chiến tranh trước các bạn nhé. Cùng lắm đi xóa. Mình quay mình cũng quảng bá cho khu chợ nhà mình mà. Em quay ở dưới Vạn Phúc mọi người ủng hộ đó. Chủ nhật lên lại quay chiến tranh đấu giá. Còn này là của là bombi sao ấy? Là bombi đổ. Cái này cắt ra rồi chứ không lấy hết lõi rồi. Đi xe đạp. Bombi. Cái này là nó nhồi bên trong quả bom này. Xong là nó nổ, xong nó văng những cái quả này, xong nó vỡ những cái quả này ra, nó găm các nơi. Tại vì bây giờ vẫn còn những quả này là chẳng qua nó xịt thôi, nó chưa nổ luôn đúng không anh? Hay là quả này là nó chính là quả văng. Bên trong này không có thuốc đúng không? Bi quả này chưa nổ, quả xịt. Cái này bi xịt. Quả này là bị xịt. Nhưng hiện tại bây giờ là cắt ra rồi. Lấy lõi rồi. Đây lõi trong của nó này. Quả này mà nó không vỡ được nhỉ, nó lổ, nó vỡ, nó văng hết cái vỏ ra ngoài, cái vỏ này bằng gang mà. Cái vỏ này bằng gang này. Nó giòn, nó vỡ, là nó văng ra ngoài, nó găm đúng không? Như các bạn thấy đấy, ở đây là bày bán một cái gian hàng bày bán đồ chiến tranh thời xưa các bạn ấy. Chủ nhật lên đi tạm quay một dãy. Nhiều thế này. Trên này nó đổ cổ. À. Vâng. Quả này còn chưa khai hỏa này. Cho quay hộ anh nhá. Vâng, anh ơi, cho em quay tí anh ạ. Hôm nay bán được gì chưa? Bán được mấy món. Cái này ngon rồi. Mấy món gì? Mấy cái đĩa này như bây giờ mình gọi là đĩa gì? Đĩa hàng in rồng nhưng mà nó không được. Hàng này làm lại đúng không? Hàng bao cấp. Hàng là đồ xưa đúng không? Ừ. Không phải đồ cổ đúng không? Này, cái tiêm thuốc này. À, chia thuốc. Chế và bỏ máy bay. Cái này là chia thuốc ở bên y tế. Nhiều cái như thế hệ bọn em không biết nó là cái gì. Và
nhưng bọn em trẻ không biết được. Nếu như mà ở những các cái vùng nông thôn ấy thì là hay còn va chạm được những cái này, như ở thành phố thì chị thôn hồi xưa rồi, xưa đấy, như cái mấy cái đèn pin của cái thời ấy là bọn em vẫn được nhìn thấy mà. Còn này nó có phải là cái gì rocket à? Cái này đạn cối ạ. Đạn 482. Đây nó có một cái ống ở dưới đang thả, nó phát này nó phóng lên 482 ly. Mình nhìn thấy ở đây có mấy cái cắt tút đồng nhìn to chưa các bạn này. Đấy, bên trong nó đã được lấy hết thuốc ra rồi các bạn ạ. Mấy cắt tút đồng này chắc là sử dụng cho các cái loại đạn cỡ to các bạn. Ở đây có một quả rocket này. Đây mới chính là quả rocket hay sao các bạn này. Mình thì mình thời thế hệ sau, thế nên là mình không am hiểu về mấy cái đồ thời chiến tranh. Thì bác nào mà xem video mà có thấy tôi nói sai ở chỗ nào thì các bạn comment bình luận phía dưới để tôi làm các video tiếp theo để rút kinh nghiệm các bạn nhé. Đây có một số cái mũ các bạn này. Cái mũ này ui nặng lắm các bạn. Bên trong nó không có cái lớp mút để mà đội. Cái này mà đội lên đầu thì khá là đau đấy các bạn nhỉ. Đây có hai cái mũ. Một cái mũ bên kia là của bên đội cứu thương. Còn bên này là mũ của bên đội gì đấy, biệt động sao ấy ạ. Có rất nhiều Ango các bạn kìa. Đây cái mũ này mũ của bên cứu thương nhé. Ui nặng gớm. Quân huy chương. Đây số điện thoại của anh đây anh. Đây các bạn, bác nào mà xem mà có ưng cái món gì thì liên hệ theo cái số điện thoại của anh Phong này nhá. Anh mới ở bên Từ Sơn à? Bên Từ Sơn. Vâng. Cơ quan em ở Hà Huy Tập anh. Hà Huy Tập là nhân viên. Em cạnh da dày. Nhưng mà nhà này bên này đi làm hơi xa. Đứng được sang bên đây. Vâng. Anh có cửa hàng ở bên Từ Sơn không? Không, nhà mình ở nhà Từ Sơn thì không làm gì. Đi phiên thì mình mới lại mang đi thôi. À. Đấy là mình làm việc khác. Tức là anh hay bán hàng online trên mạng đúng không? Có, thỉnh thoảng. Lần này nó thấy ẩm. Đây là lương khô ấy. Khô Trung Quốc. À, lương khô Trung Quốc. Cái này đừng quay. À, mà cái đấy không quay được đâu. Cái đấy quay nên nó đánh bản quyền thế. Nó bạo lực của cái thứ. Em bị mấy phát rồi? Kênh của mình là kênh trên gì? Em đang xây dựng một cái kênh làm chuyên về các đồ cũ Hà Nội ấy. Là cái kênh Hà Nội Bro ấy. Đó, kênh Hà Nội. À, đồ cũ Hà Nội hay quay. Đó, anh đồ cũ Hà Nội ấy thì em hay gặp ở dưới Vạn Phúc. Đúng, hay lang thang ở đây. Anh ấy chuyên quay. Anh hay bán ở dưới đấy á? Ừ, phiên mới đi. Mai phiên này. Mai là phiên cái kia chứ. Mai mới có mùng 9. Mai 9, mở tháng thiếu. À, tháng thiếu à, mai. Tháng thiếu là mai chủ nhật.
Cái này là xem ở trên các kênh phim hành động Mỹ là hay có cái này đeo cổ này. Đây có mã số. Video đã dài rồi, xin kết thúc video tại đây và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem các video của kênh. Bạn nào chưa đăng ký thì bạn đăng ký giúp mình nhé. Các bạn cho xin một like, một chia sẻ nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại cho các bạn ở trong các cái phần video tiếp theo của chợ đồ cũ Hoàng Hoa Thám các bạn nhé.